thì chúng ta một chú khủng long bá sừng Triceratops màu vàng xanh rất đẹp đúng các bạn ơi. Wow, hai sừng ở trán, một sừng ở mũi này. Trên cổ nó một đốm cái vây hình tròn như một cái quạt khổng lồ các bạn ơi. Trên lưng nó có những gai kéo dài hết sống lưng tới đuôi luôn nha. Bốn chân rất là to nha, lớp da cực kỳ dày luôn, lưng rất là dài nha. Wow, nó màu vàng xanh rất là đẹp luôn. Đây là một chú khủng long bá sừng Triceratops, nhìn có thể thấy nó có thể nặng lên 5-7 tấn nha các bạn, rất là to luôn nha, màu vàng xanh rất là đẹp luôn. Chú khủng long quay bên ngoài rất là đáng sợ các bạn ơi, nhìn những móng vuốt nó rất là dài luôn này. Đây chính là chú khủng long Therizinosaurus nha. Wow, rồi khủng long này đặc điểm nổi bật nhất là ở hai chân trước nha, hai chân trước nó có những cái móng rất là dài luôn các bạn, rất là dài, rất là nhọn nha, như là ba cái lưỡi dao các bạn, nhìn rất là đáng sợ luôn. Wow, miệng nó cũng có những cái răng rất là nhọn các bạn. Wow, cổ rất là dài luôn này, chân khá là to nha các bạn, chân sau nó đi di chuyển chủ yếu bằng chân sau và có những cái móng rất là to luôn, cái đuôi giúp nó giữ thăng bằng khi di chuyển nha. Wow, có vẻ bên ngoài rất là đáng sợ thế này nhưng mà đây là một chú khủng long ăn cỏ nha các bạn. Wow, rất là ngộ luôn các bạn, có những cái móng vuốt rất là nhọn và sắc như thế này nhưng mà lại ăn cỏ nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú voi biển các bạn ơi, một chú voi biển màu vàng rất là đẹp luôn các bạn, và nó cũng rất là mập luôn nha. Wow, thân hình rất là to luôn, hai vây trước và hai cái vây sau đều rất là to để có thể di chuyển và bơi trên bên di chuyển nha các bạn, bơi rất là giỏi nha, di chuyển trên bờ cũng rất là nhanh luôn. Wow, tuy nhiên thì đừng nhìn vẻ bề ngoài và đánh giá nha các bạn, đây là một loài động vật rất là nguy hiểm nha, nó rất là hung dữ luôn, khi nó chiến đấu với những con khác nó sẽ dùng hai cái răng nanh nhọn này các bạn. Wow, sẽ đổ máu luôn nha. Wow, khi chúng ta có chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi, nó có màu đỏ rất là đẹp luôn và từ đầu tới đuôi nó có vẻ màu đen rất là đẹp nha. Wow, chú Brachiosaurus này có cái cổ đặc trưng của nó rất là dài nè các bạn, đuôi rất là dài luôn nha, thân hình rất là to lớn và khối lượng có thể lên đến 30 tấn nha. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là một chú khủng long ăn cỏ bình thường các bạn ơi, nó rất là hiền lành luôn nha, nó chỉ sống theo bầy đàn nè các bạn. Wow. Thì chúng ta một chú khủng long cực kỳ nổi tiếng các bạn ơi, một chú khủng long Tyrannosaurus Rex, của khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, đây là một chú khủng long rất là nguy hiểm nha, nó ăn thịt nha các bạn, săn mồi rất là ghê và không bao giờ tha cho con mồi đâu nha. Wow, cái đầu khá là to luôn này, miệng có những cái răng rất là nhọn nha, hai chân trước rất là nhỏ gần như vô dụng luôn nha, tuy nhiên hai chân sau rất là to các bạn ơi, nó chạy bằng hai chân sau cực kỳ nhanh luôn nha, và chân đuôi dài và to là giúp nó giữ thăng bằng khi chạy các bạn. Wow, nhìn rất là đáng sợ nha, nó có màu đỏ và những cái bằng màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, khủng long cực kỳ nổi tiếng nha, trong video ảnh về khủng long luôn luôn nhắc đến là khủng long bạo chúa nha các bạn. Wow, lần này chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, một chú Brachiosaurus màu nâu cực kỳ to lắm này, xem chiếc cổ nó dài chưa kìa. Wow, thân hình rất to lớn nha, cổ cực kỳ dài đặc trưng của loài Brachiosaurus này, đuôi rất là dài luôn. Thì chúng ta có chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi, chú Ankylosaurus màu hồng rất là đẹp nha. Wow, chú khủng long Ankylosaurus này có da rất là dày và có những cái gai mọc lên khắp thân người luôn các bạn, từ đầu tới đuôi đều là có gai hết nha, cổ đuôi có hình tròn các bạn. Wow, chú khủng long Ankylosaurus này có lớp cái gai bao bọc như thế này cho nên là bắt khó bị săn bởi những con khủng long khác các bạn. Wow, nó rất là dày, gai rất là nhiều các bạn ơi, nhìn rất là đáng sợ nha, như là một cái áo giáp bảo vệ gì đó. Đớm các bạn ơi, một chú báo đớm màu vàng, những đốm màu đen các bạn. Wow, miệng có những cái hàm, miệng có những cái răng rất là nhỏ các bạn, thân hình khá là dài để chạy nhanh đó các bạn, đuôi rất là dài luôn nha, bốn chân cơ bắp rất là chặt khỏe luôn, loại này được xem là động vật chạy nhanh nhất thế giới động vật luôn nha. Wow,
cam rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là chú khủng long Stegosaurus nha. Loài này có đặc điểm lần lưỡi có hai dải vây lưng kéo dài từ phần đầu tới phần đuôi các bạn. Wow, cuối đuôi nó có bốn gai nha. Loài này có kích thước khá là nhỏ nha các bạn, không lớn lắm đâu. Tuy nhiên thì nó rất là hùng hố nha. Có gai trên lưng này các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn đúng không? Đây là loài khủng long có biệt danh là khủng long vây kiếm đó các bạn, nghe cực kỳ ngầu luôn.